thử lục độ. Nãi Bồ Tát cứu cánh, tự tha kim lợi chi đại hạnh, năng đạo niết bàn bỉ ngạn. Câu này nói rõ Đức Phật đưa ra sáu khoa mục này chính là lục ba la mật. Sáu khoa mục này là Bồ Tát. Bồ Tát trong quốc độ của tất cả chư Phật trong mười phương ba đầm, chứ không riêng ai. Tất cả đều thành tựu lục độ này. Họ đều đạt đến cứu cánh, tự lợi và lợi tha. Chúng ta phân khai ra đọc, mọi người sẽ rõ ràng hơn. Cứu cánh tự lợi và cứu cánh lợi tha, đây là đại hạnh của chư Phật Bồ Tát, có thể giúp chính mình đạt đến niết bàn bỉ ngạn. Đây chính là chứng được quả vị Phật, cứu cánh viên mãn, cũng có thể giúp người khác đạt được niết bàn bỉ ngạn. Lời này nói quá tuyệt. Trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta cần phải biết, không những lục đạo là mang bệnh, mà tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là mang bệnh. Đến tứ thánh pháp giới, họ cũng không phải mạnh khỏe thật sự, toàn là người bệnh. Nên Đức Phật là Đại Y Dương. Trong kinh Đức Phật thường nói, Phật dùng thuốc gì để trị bệnh cho mọi người? Chính là dùng thập thiện, tam quy, ngũ giới, thập giới, lục ba la mật. Đây là phương thuốc của Phật, là liều thuốc pháp. Pháp trị liệu của y học trên thế gian dù có hay, bác sĩ dù tài giỏi đến đâu, thì trị bệnh cũng chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Trị gốc là sao? Liễu sanh thoát tử, ra khỏi tam giới, đây mới gọi là trị gốc. Chỉ có Phật mới có thể trị gốc. Phật Pháp là gốc ngọn đều trị. Quý vị xem, Bồ Tát tu lục độ, điều kiện cơ bản ở trước đã nói. Tại sao chúng ta không tu được? Đương nhiên là tu không thành. Vì sao? Vì không đủ điều kiện cơ bản. Điều kiện cơ bản là diễn ly bốn tướng. Tu tất cả thiện pháp, tất cả thiện pháp chính là lục độ. Lục độ chính là tất cả thiện pháp. Chúng ta chưa rời tứ tướng. Thực tế thì Tịnh Độ Tông có phương pháp rất tuyệt diệu, nhưng người tin quá ít, người không tin lại nhiều. Tuyệt diệu của Tịnh Độ Tông ở chỗ nào? Tuyệt diệu ở câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này ở trước chúng tôi giảng rất nhiều, nói rất tường tận. Câu Phật hiệu này triển khai ra chính là 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện chính là kinh Vô Lượng Thọ. Triển khai kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Triển khai kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là vô tận pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đã nói. Đem nó rút gọn lại thành một câu Phật hiệu. Ta chỉ cần niệm câu danh hiệu Phật này,
chính là đã tu hết vô lượng vô biên vô tận vô số pháp môn mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đã nói, không sót pháp môn nào. Như vậy mà không tuyệt diệu sao? Quá tuyệt diệu. Ai tin điều này? Đáng tiếc là không ai tin. Người tin điều này phước báo rất lớn. Người tin tưởng sẽ niệm rốt ráo câu Phật hiệu này. Tôi dạy người khác còn thêm một bộ kinh. Vì sao còn thêm một bộ kinh? Vì lòng tin chưa đủ, chưa hoàn toàn tin tưởng kinh Vô Lượng Thọ cũng không sao. Trình độ tin tưởng chưa đủ, tôi dạy quý vị đọc kinh. Đọc kinh giúp quý vị chánh tĩnh, giúp kiên định nguyện vọng cầu sanh tịnh độ. Quý vị nên biết thế giới cực lạc rất vi diệu. Ở đó không có thiên tai. Là môi trường tu học tốt nhất trong biển pháp giới hư không giới. Đức Thế Tôn thuyết pháp suốt 49 năm, nhưng chưa từng nghe Ngài nói thế giới cực lạc có đau bệnh, có người bị bệnh. Chưa từng nghe qua. Thế giới cực lạc có người chết cũng chưa từng nghe qua. Không có đau bệnh, không có tử vong. Ở sau sẽ nói đến Đàm Loan Pháp Sư giới thiệu cho chúng ta 17 loại y bảo trang nghiêm, 8 loại chánh báo của thế giới cực lạc. Những điều này chúng ta đều phải biết rõ ràng. Vì sao ta niệm Phật A-di-đà? Vì sao cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc? Thì sẽ hiểu. Trước tiên là chính mình hiểu. Chính mình chưa hiểu sẽ sinh ra tham luyến thế gian này, không buông bỏ được. Không có gì khác ngoài tham luyến và tình chấp. Diễn ly bốn tướng, tu lục độ này là đúng. Chúng ta dùng phương pháp gì để buông bỏ bốn tướng này? Tôi nói với quý vị chỉ một câu: Nam Mô A Di Đà Phật, là có thể buông bỏ. Thật sự y theo phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, niệm liên tục 5-3 năm, tự nhiên sẽ buông bỏ bốn tướng. Không nghĩ đến buông bỏ, không cố ý buông bỏ nó, nhưng tự nhiên buông bỏ, không còn nữa. Trong lòng không còn nghĩ đến ta. Phước báo của ta, bệnh tật của ta, thân thể của ta, không còn nghĩ đến những điều này nữa. Vì sao? Hoàn toàn nghĩ đến Phật A-di-đà. Những thứ tạp loạn này tất cả đều không còn. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là toàn bộ tâm niệm của ta. Đây chính là thật sự để Phật A-di-đà trong lòng. Những thứ khác đều như mây, như khói. Như vậy là đồng tâm với Phật A-di-đà. Đọc bộ kinh này, đọc 48 nguyện là đồng nguyện với Phật A-di-đà. Đồng tâm đồng nguyện thì làm gì có chuyện không giảng sanh. Cảnh giới giảng sanh tuyệt đối không phải ở cõi đồng cư, cũng không ở cõi phương tiện, mà trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm.
Đây là điều mà ngay trong đời này chúng ta có thể làm được. Vậy tại sao không làm? Không cần thời gian quá dài. Năm, ba năm đến mười năm nhất định có thể làm được. Nếu thật sự làm đại nguyện này, cứ nhắm theo một phương hướng, một mục tiêu mà đi lên, như vậy thì Phật A-di-đà ngày ngày đều ở bên cạnh chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta, chư Phật Như Lai hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần gia hộ. Là việc tốt nhất trong thế xuất thế gian. Tại sao lại không cần? Chỉ muốn suốt ngày suy nghĩ này kia, còn tự cho là đúng, như vậy là sai.